Và cùng ngày hôm nay thì người dân đi tập thể dục dưới hầm đi bộ ngã tư Giải Phóng xã Đàn Hà Nội thì hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên tử vong trong hầm đi bộ ngay cầu thang đi xuống hầm. Nguyên nhân tử vong được xác định là do dùng ma túy quá liều. Nam thanh niên được xác định khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng của quận Đống Đa đã thu giữ một kim tiêm chích còn dính máu và một gói bột màu trắng xác định là heroin, ma túy còn đang dùng giờ khoảng 2/3. Nhiều khả năng nam thanh niên đã dùng quá liều và dẫn đến sốc thuốc tử vong. Theo một số nhân chứng, vào khoảng chiều tối ngày 18 tháng 11 thì vẫn thấy đối tượng lang thang ở xung quanh khu vực Đại Cổ Việt trước cổng hầm đi bộ trước khi xảy ra sự việc nói trên. Đến 10 giờ 15 phút thì tử thi được cơ quan chức năng di chuyển ra khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xác minh danh tính nạn nhân, thông báo tìm nhân thân để thực hiện thủ tục mai táng.